Chào các em. Hôm nay cô cùng các em đi vào bài 21 sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện. Trước tiên các em quan sát cho cô giáo cái mạch điện. Đây là một cái mạch điện thật dùng để thắp sáng cho bóng đèn. Vậy để mắc được cái mạch điện như thế này thì người thợ điện người ta đã căn cứ vào cái sơ đồ mạch điện. Vậy sơ đồ mạch điện là gì và cách vẽ sơ đồ mạch điện như thế nào thì hôm nay cô cùng các em sẽ đi vào bài 21 sơ đồ mạch điện chiều dòng điện. Các em ghi đầu bài. Trong bài học hôm nay, cô giáo sẽ đi 3 phần. Phần thứ nhất, đó là sơ đồ mạch điện. Ở phần này, chúng ta sẽ được tìm hiểu các ký hiệu tương ứng với các bộ phận thật của mạch điện. Và qua cái phần ký hiệu này, chúng ta sẽ đi vẽ một số sơ đồ mạch điện đơn giản. Phần thứ hai, cô giáo sẽ đi vào phần chiều dòng điện. Và phần thứ ba, đó là chúng ta sẽ vận dụng kiến thức ở trên để vào một số bài tập. Trước tiên, cô cùng các em đi vào phần 1 La Mã, sơ đồ mạch điện. Vậy để vẽ được sơ đồ mạch điện thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta phải nắm được một số cái ký hiệu của các bộ phận của mạch điện. Trong mạch điện thì chúng ta bao giờ cũng có nguồn điện, công tắc, dụng cụ tiêu thụ điện và dây dẫn. Đây là những cái bộ phận không thể thiếu được trong mạch điện. Và ngoài ra thì trong mạch điện có thể có những cái bộ phận phức tạp hơn. Nhưng trong chương trình vật lý 7 thì chúng ta mới chỉ nghiên cứu ở cái mạch điện đơn giản. Và hôm nay cô sẽ cung cấp cho các em một số cái ký hiệu trong một cái mạch điện đơn giản nhất. Bộ phận đầu tiên đó là nguồn điện. Nguồn điện ở đây nó chẳng nhìn thấy gì cả. Nguồn điện thì chúng ta có hai loại, đó là nguồn điện một chiều, xoay chiều. Nguồn điện xoay chiều là cái nguồn điện mà chúng ta đang sử dụng trong gia đình. Còn nguồn điện ở đây cô giáo cấp cho em đó là nguồn điện một chiều. Các bạn tắt mic đi. Nếu là nguồn điện một là một pin. Đấy, nguồn điện nếu là thì chúng ta sẽ có ký hiệu tương ứng nha. Là một cọc dài và một cọc ngắn. Cọc dài này là ký hiệu của cực dương. Cọc dài là ký hiệu cực dương của nguồn điện và cái cọc ngắn này ký hiệu tương ứng với cực âm của nguồn điện. Còn nếu như nguồn điện của chúng ta là hai pin hoặc là hai ắc quy mắc nối tiếp thì chúng ta sẽ có ký hiệu tương ứng như sau. Lúc này chúng ta sẽ vẽ hai cái nguồn điện một pin này nối tiếp với nhau. Tức là chúng ta có hai cọc dài và hai cọc ngắn xen kẽ. Vì ở đây chúng ta có hai nguồn điện thì sẽ phải có hai cực dương và hai cực âm. Và khi vẽ một cực dương xen kẽ với một cực âm. Các em lưu ý nhé, cực dương là chúng ta vẽ bằng cọc dài và cực âm chúng ta vẽ bằng cọc ngắn. Và nếu là một pin thì chúng ta chỉ có một cực dương và một cực âm. Còn nếu là hai pin thì chúng ta sẽ có hai cực dương và hai cực âm xen kẽ nhau. Còn nếu là ba pin thì các bạn vẽ ba cái nguồn điện này nối tiếp với nhau. Đấy, chúng ta sẽ thêm một cọc dài và một cọc ngắn, cứ như vậy. Nếu là bốn pin thì chúng ta sẽ vẽ thêm vào. Bộ phận thứ hai trong mạch điện đó là dụng cụ tiêu thụ điện. Thì dụng cụ tiêu thụ điện ở đây có thể là bóng đèn,
hay là tivi hay là quạt điện. Tuy nhiên trong chương trình vật lý 7 chúng ta mới chỉ nghiên cứu cái dụng cụ tiêu thụ điện đơn giản nhất, đó là bóng đèn. Thế thì bóng đèn của chúng ta có rất nhiều loại, như đèn huỳnh quang này, đèn compact này, hay là đèn LED. Tuy nhiên trong chương trình vật lý 7 của chúng ta ấy, thì chúng ta chỉ nghiên cứu ở cái bóng đèn tròn thôi, đó là bóng đèn sợi đốt. Trong gia đình chúng ta được gọi là bóng đèn sợi đốt ấy. Hoặc là trong chương trình vật lý 7, trong dụng cụ thí nghiệm thì chúng ta gọi nó là bóng đèn angbun. Nếu là bóng đèn tròn hay bóng đèn sợi đốt thì chúng ta sẽ có ký hiệu là một vòng tròn như này và có dấu nhân ở giữa. Như vậy sau này trong mạch điện, nếu mà người ta bảo là mạch điện có bóng đèn tròn thì tắt mic cho cô giáo nhỉ. Còn nếu là bóng đèn huỳnh quang thì chúng ta sẽ có ký hiệu khác, và cái này chúng ta sẽ được học ở chương trình lớp cao hơn, ví dụ là lớp 8 học bộ môn công nghệ, hay là chúng ta học ở môn vật lý 9. Thế ở lớp 7 chúng ta mới chỉ nghiên cứu đến cái loại bóng đèn tròn, bóng đèn sợi đốt này thôi, thì chúng ta sẽ có ký hiệu là vòng tròn có dấu nhân này. Bộ phận tiếp theo không thể thiếu được trong mạch điện đó là dây dẫn. Dây dẫn thì có chức năng là dẫn điện từ nguồn cho đến dụng cụ tiêu thụ điện. Thế thì dây dẫn các em sẽ ký hiệu là các đoạn thẳng như này cho cô giáo. Bộ phận nữa trong mạch điện đó là bộ phận điều khiển. Bộ phận điều khiển của chúng ta có thể là có công tắc, cầu dao, vân vân. Tuy nhiên thì trong bài hôm nay cô giáo chỉ giới thiệu với các em cái bộ phận điều khiển đơn giản nhất, đó là công tắc. Thì công tắc của chúng ta có hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là công tắc ở trạng thái đóng. Đấy, các bạn thấy đây là công tắc này. Nếu ở trạng thái đóng thì cái cần gạt này nó sẽ được gạt xuống và làm cho hai tiếp điểm này tiếp xúc với nhau. Lúc đó ta sẽ có ký hiệu, ở trên mạch điện ta sẽ ký hiệu công tắc đóng như thế này. Hai tiếp điểm này các em thấy này, nó được nối liền với nhau. Đấy, thì khi đó công tắc này được gọi là công tắc đóng. Còn trong trường hợp công tắc ở trạng thái mở như thế này, tức là cái cần gạt chúng ta gạt lên, hai cái tiếp điểm này nó không tiếp xúc với nhau, khi đó ta sẽ có ký hiệu tương ứng như thế này. Em có ghi được không nhỉ? Trên đây là các bộ phận đơn giản nhất trong mạch điện. Bên ngoài ra thì chúng ta còn có các bộ phận khác, ví dụ như cầu dao, cầu chì, atomat, hay là quạt điện, vân vân. Thì những cái ký hiệu này chúng ta sẽ được học ở những lớp cao hơn. Trong chương trình vật lý 7 thì chúng ta chỉ làm quen với những cái bộ phận đơn giản nhất như thế này thôi. Như vậy, sau khi chúng ta nắm được các ký hiệu tương ứng với các bộ phận của mạch điện rồi, thì chúng ta có thể sử dụng những ký hiệu này để đi vẽ sơ đồ mạch điện. Vậy sơ đồ mạch điện là gì và cách vẽ như thế nào? Chúng ta sang phần 2 nhỏ, sơ đồ mạch điện. Vậy các em quan sát cho cô giáo mạch điện hình 19.3. Sử dụng các ký hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình. Đây chính là câu hỏi C1 trong bài học. Ở phần 1, các em đã nắm được một số ký hiệu tương ứng với các bộ phận của mạch điện rồi. Vậy bây giờ các em nhìn vào cái mạch điện thật hình 19.3 này. Em hãy sử dụng các ký hiệu vừa được học để vẽ sơ đồ mạch điện. Vậy thì để vẽ được sơ đồ mạch điện này thì trước tiên các em phải nắm được các bộ phận trong mạch điện, xem nó gồm những bộ phận nào. Đấy, bước 1 là các em phải xem trong mạch điện gồm mấy bộ phận là những bộ phận nào. Bước 2 là chúng ta sẽ gì? Sẽ tìm các ký hiệu tương ứng với các bộ phận thật của mạch điện và đặt vào các vị trí tương ứng trên mạch điện. Sau đó bước 3, chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu các đoạn dây
để nối các bộ phận này lại với nhau theo trình tự như ở trong mạch điện, thì chúng ta sẽ được một hình vẽ, và hình vẽ đó được gọi là sơ đồ mạch điện. Vậy cô giáo sẽ hướng dẫn các em cách vẽ sơ đồ mạch điện. Như vậy trong mạch điện này các em thấy là nó gồm có 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất đó là nguồn điện. Nguồn điện ở đây các em thấy là nguồn điện một chiều 2 pin mắc nối tiếp. Bộ phận thứ hai các em thấy đó là công tắc. Thì công tắc K ở đây là ở trạng thái mở. Và bộ phận thứ ba đó là bóng đèn tròn. Bộ phận thứ tư là chúng ta thấy là gồm có 3 đoạn dây dẫn. Vậy thì các em hãy sử dụng các ký hiệu tương ứng. Chúng ta đặt vào vị trí của các bộ phận thật này. Đấy, ví dụ, đây là nguồn điện một chiều, 2 pin mắc nối tiếp. Vậy thì ta sẽ có ký hiệu tương ứng. Đây, nhất là cái công tắc này. Công tắc K này chúng ta thấy nó ở trạng thái mở. Vậy thì ta sẽ có ký hiệu tương ứng như thế này. Đúng không nhỉ? Các em vừa học ở phần 1 rồi. Bộ phận thứ hai, các em có thể thấy đây là nguồn điện một chiều 2 pin mắc nối tiếp. Cho nên ta có ký hiệu tương ứng như thế này. Đó là hai cọc dài và hai cọc ngắn mắc xen kẽ. Bộ phận thứ ba chúng ta đó là bóng đèn tròn. Chúng ta sẽ có ký hiệu tương ứng là một vòng tròn và có dấu nhân. Như vậy sau khi chúng ta đặt các cái ký hiệu tương ứng với các bộ phận trên mạch điện rồi, thì bước tiếp theo là chúng ta làm gì? Dùng các đoạn dây dẫn nối lần lượt 3 bộ phận này lại với nhau. Đấy, nối lần lượt. Chúng ta nối công tắc với bóng đèn này. Bóng đèn này được nối với nguồn điện này. Nguồn điện được nối với công tắc. Chúng ta dùng dây dẫn chúng ta nối lần lượt lại. Như vậy chúng ta sẽ được một cái hình vẽ này. Và hình này được gọi là sơ đồ mạch điện. Tuy nhiên thì cái hình vẽ này nó chưa được đẹp mắt. Và để có được cái sơ đồ mạch điện đẹp hơn thì chúng ta lắn những cái đoạn dây này sao cho nó thẳng và vuông góc. Vậy sau khi cô giáo lắn lại các cái đoạn dây này cho nó thẳng thì cô giáo sẽ được một cái hình vẽ như thế này. Và hình này được gọi là sơ đồ mạch điện. Đây chính là sơ đồ mạch điện của hình 19.3. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng sơ đồ mạch điện là một cái hình vẽ sử dụng các ký hiệu tương ứng với các bộ phận thật của mạch điện để vẽ thành một cái sơ đồ. Đấy, và đây được gọi là sơ đồ mạch điện. Như vậy cái sơ đồ mạch điện này dùng để làm gì? Em có thể thấy là cái sơ đồ mạch điện này rõ ràng dùng để mô tả lại cái mạch điện thật này. Đúng không nhỉ? Dùng để mô tả lại mạch điện thật này. Như vậy, căn cứ vào cái hình vẽ này, thì người ta có thể căn cứ vào cái sơ đồ mạch điện này thì người thợ điện người ta có thể mắc được thành cái mạch điện thật như thế này. Em vẽ được cái mạch điện vào chưa nhỉ? Em có hiểu cách vẽ không? Chưa. Chưa hiểu cách vẽ hả? Cô giáo nói hả? Bước 1 là các bạn phải xem mà mạch điện này gồm có mấy bộ phận, là những bộ phận nào. Bước 2 là chúng ta sẽ tìm các ký hiệu tương ứng với các bộ phận thật của mạch điện. Ký hiệu này chúng ta đã được học ở phần 1 rồi. Đấy, ví dụ như ở đây mạch điện gồm có nguồn điện là 2 pin mắc nối tiếp. Thì chúng ta sẽ có ký hiệu tương ứng đây. Ở bài phần 1 chúng ta đã có ký hiệu của nguồn điện 2 pin rồi đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí tương ứng này. Đây là công tắc K ở trạng thái mở. Thì chúng ta sẽ có ký hiệu tương ứng đây. Và đây là bóng đèn tròn. Nên chúng ta có ký hiệu tương ứng. Chúng ta đặt vào vị trí của bóng đèn. Sau đó để có được sơ đồ mạch điện thì chúng ta chỉ cần dùng các đoạn dây chúng ta nối lần lượt 3 bộ phận này lại với nhau theo hình, thì chúng ta sẽ có một cái hình vẽ được gọi là sơ đồ mạch điện. Tuy nhiên nếu ta cứ nối bừa như thế này thì cái mạch điện nó sẽ không đẹp. Do đó là chúng ta sẽ dùng các cái đoạn dây và chúng ta bẻ nó ra như thế này. Chúng ta lắn thẳng ra như thế này, chúng ta sẽ có cái hình vẽ. Và cái hình vẽ này được gọi là sơ đồ mạch điện.
Em hiểu cách vẽ chưa nhỉ? Đấy, như vậy, sơ đồ mạch điện nó là một cái hình vẽ sử dụng các cái ký hiệu tương ứng với các bộ phận thật của mạch điện để mô tả lại cái mạch điện đó. Chưa nhỉ? Các em hiểu cách vẽ chưa? Vậy từ sơ đồ mạch điện hình 19.3 mà các em vừa vẽ được, các em hãy vẽ một sơ đồ khác bằng cách đổi vị trí các ký hiệu cho nhau để chúng ta có một cái sơ đồ mạch điện khác. Các em có làm được không nhỉ? Ở đây chúng ta có ba cái bộ phận chính này: nguồn điện, công tắc, bóng đèn. Bây giờ nếu như ta đổi vị trí của các bộ phận này cho nhau, các ký hiệu này cho nhau, thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ mạch điện mới, đúng không? Vậy bây giờ, ví dụ cô giáo đổi vị trí của nguồn điện cho công tắc. Cô giáo đổi vị trí của công tắc với nguồn điện cho nhau, thì cô giáo sẽ được một cái sơ đồ mạch điện mới như thế này. Các em thấy không nhỉ? Đấy, cô giáo giữ nguyên vị trí của bóng đèn. Giữ nguyên vị trí của bóng đèn như ở hình 19.3. Cô giáo chỉ đổi vị trí của công tắc cho nguồn điện. Thì cô giáo sẽ có một cái sơ đồ mạch điện mới. Được chưa các em? Các em có hiểu cái cách vẽ không nhỉ? Đấy, tương tự hình 19.3, bây giờ cô giáo chỉ đổi vị trí của công tắc và nguồn điện cho nhau, thì cô giáo sẽ có một cái hình vẽ mới được gọi là sơ đồ mạch điện mới. Và cái sơ đồ mạch điện này nó tương ứng với sơ đồ trên. Về tính chất nó giống nhau, vẫn đảm bảo là mạch chúng ta mắc đúng. Vậy chúng ta còn cách nào khác không? Còn cách nào để chúng ta có thể có một cái sơ đồ mạch điện khác không nhỉ? Bạn Nam xem nào. Ta có thể có cái sơ đồ mạch điện khác không? Bằng cách đổi vị trí của bộ phận nào với bộ phận nào? Bạn nào? Yến nào? Yến không nhỉ? Yến? Con thưa cô là Em có thể đổi vị trí của bộ phận nào với bộ phận nào để chúng ta được mạch điện mới nào? Sơ đồ mạch mới nào? Con có thể đổi vị trí mạch điện là đổi cái bộ phận nào với bộ phận nào nào? Đổi vị trí. Bóng đèn. Đổi bóng đèn. Bóng đèn lên trên. Bóng đèn lên trên còn nguồn điện với Em sẽ đổi bóng đèn lên vị trí bên trên thì và nguồn điện xuống dưới thì. Vâng. Đúng rồi. Nguồn điện với công tắc xuống dưới ạ. Đúng rồi. Như vậy, cô giáo cũng có thể đổi vị trí. Cô giáo đổi, bây giờ nguồn điện đang ở trên, bây giờ cô giáo đổi xuống dưới và bóng đèn đang ở dưới, giờ cô giáo lại đổi lên trên. Như vậy cô giáo đổi vị trí của bóng đèn với nguồn điện cho nhau thì cô giáo sẽ được một cái sơ đồ mạch điện mới. Cô giáo cũng có thể đổi vị trí như này. Cô giáo đổi vị trí của nguồn điện đến đây. Thử thách có thể tâm lý này. Cô giáo đổi vị trí nguồn điện ra vị trí này. Thì cô giáo cũng sẽ có một cái sơ đồ mạch điện mới như thế này. Và như vậy, từ một cái mạch điện thì chúng ta có thể có các cái sơ đồ mạch điện khác nhau. Chúng ta có thể thay đổi vị trí của các bộ phận. Miễn làm sao mà cái mạch điện đó, cái tính chất nó không thay đổi. Nó vẫn đảm bảo là khi ta đóng công tắc và đèn vẫn sáng. Vậy, em thấy là chúng ta có bốn cái sơ đồ mạch điện khác nhau. Đấy, chúng ta có thể vẽ theo cách 1 hay là cách 2, cách 3, cách 4 đều được. Vẫn đảm bảo là cái mạch điện của chúng ta, cái sơ đồ mạch điện của chúng ta là đúng. Cái này trong vở bài tập của chúng ta có câu hỏi này rồi, nếu các bạn vẽ thì các bạn có thể vẽ luôn ở trong vở bài tập cho nó nhanh nhá. Còn nếu như bạn nào không vẽ kịp thì về nhà chúng ta có thể tự vẽ lại. Các bạn chủ yếu làm sao chúng ta nghe, chúng ta hiểu.
Đấy, thì về nhà các em có thể vẽ lại được. Như vậy ở trên là từ một cái mạch điện là chúng ta sử dụng các ký hiệu để mô tả lại cái mạch điện đó bằng cái sơ đồ mạch điện. Vậy ở câu 3 này chúng ta lại làm ngược lại. Đó là từ một cái sơ đồ mạch điện, từ một cái sơ đồ mạch điện, chúng ta hãy mắc mạch điện theo đúng sơ đồ. Đấy, chúng ta hãy mắc mạch điện theo đúng sơ đồ. Và tiến hành kiểm tra đóng công tắc để đảm bảo mạch kín và đèn sáng. Như vậy thì cái câu 3 này, cái yêu cầu ngược với lại câu 2. Câu 2 là cho mạch điện thật và yêu cầu chúng ta làm vẽ sơ đồ mạch điện. Còn ở câu 3 này thì từ một sơ đồ mạch điện là yêu cầu chúng ta mắc thành mạch điện thật. Vậy để mắc được mạch điện thật này thì chúng ta lại làm ngược lại. Đó là bước 1, chúng ta xem là mạch điện này, sơ đồ mạch điện này gồm có mấy bộ phận, là những bộ phận nào. Và chúng ta sẽ đi thay thế các ký hiệu, thay thế các ký hiệu này bằng các bộ phận thật của mạch điện vào đúng các vị trí tương ứng. Sau đó dùng các dây dẫn, dùng các đoạn dây dẫn chúng ta nối lần lượt các bộ phận đó lại với nhau thì chúng ta sẽ được một cái mạch điện. Như vậy chúng ta nhìn vào cái sơ đồ mạch điện này, chúng ta thấy là sơ đồ mạch điện này gồm có 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là nguồn điện. Nguồn điện ở đây là 2 pin mắc nối tiếp. Bộ phận thứ hai đó là công tắc. Bộ phận thứ hai là công tắc, các bạn tắt mic đi. Bộ phận thứ hai là công tắc, chúng ta thấy ở trạng thái mở. Và bộ phận thứ ba là bóng đèn tròn. Bộ phận thứ tư đó là các đoạn dây dẫn. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải có 4 bộ phận, đủ 4 bộ phận này chúng ta mới có thể mắc được mạch điện. Trước tiên cô giáo phải cần có một nguồn điện. Nguồn điện ở đây là 2 pin. Chúng ta phải chuẩn bị nguồn điện ở đây là 2 pin và chúng ta lắp vào trong một cái giá. Cái giá. Đấy. Đây là chúng ta sẽ chuẩn bị một nguồn điện là 2 pin, được chưa? Thứ hai là chúng ta cần có một cái bóng đèn. Chúng ta cần có một cái bóng đèn tròn. Được chưa? Thứ ba là chúng ta cần có một công tắc. Công tắc chúng ta để trạng thái mở, được chưa? Đấy, như vậy bây giờ chúng ta lại phải thay thế các ký hiệu bằng các bộ phận thật của mạch điện. Đấy, trên mạch sơ đồ mạch điện có cái ký hiệu gì thì ta sẽ thay thế cái bộ phận tương ứng với ký hiệu đấy, được chưa nhỉ? Sau đó ta nhìn thấy để mắc được mạch điện này ta cần có mấy đoạn dây nhỉ? Ta cần có 3 đoạn dây. Đoạn thứ nhất là đoạn nối từ nguồn điện đến bóng đèn. Đoạn thứ hai là đoạn nối từ bóng đèn đến công tắc. Và đoạn thứ ba là đoạn nối từ công tắc đến cực âm của nguồn. Vậy chúng ta sẽ dùng dây dẫn, dùng 3 đoạn dây dẫn và lần lượt nối theo thứ tự, các bạn nhìn này. Nhất là cô giáo sẽ nối đây, nối từ dương nguồn này đến bóng đèn. Đây các bạn nhìn thấy nhá. Đây là đoạn thứ nhất, chúng ta nối từ dương nguồn này đến bóng đèn, được chưa? Sau đó chúng ta dùng đoạn thứ hai là chúng ta nối từ đến đầu thứ hai của bóng đèn. Sau đấy tắt mic đi các bạn ơi. Đầu thứ hai của bóng đèn chúng ta sẽ nối với một cực của công tắc. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Đầu còn lại của bóng đèn chúng ta sẽ nối với cực thứ nhất của công tắc. Đoạn dây thứ ba chúng ta sẽ nối cực còn lại của công tắc với cực âm của nguồn. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là để mắc một cái mạch điện rất là đơn giản đúng không nhỉ? Muốn mắc một cái mạch điện thì bước 1 là ta cần phải vẽ được cái sơ đồ mạch điện đã. Và bước 2 ta căn cứ vào sơ đồ mạch điện này để ta mắc thành một cái mạch điện thật. Đấy. Như vậy sau khi cô giáo thay thế các bộ phận thật của mạch điện vào các ký hiệu tương ứng này, rồi dùng dây dẫn nối các bộ phận này lại với nhau theo đúng như sơ đồ mạch điện thì cô giáo sẽ có một cái mạch điện thật. À, đây là một cái mạch điện dùng để thắp sáng cho bóng đèn. Đây là một cái mạch điện đơn giản nhất dùng để thắp sáng bóng đèn. Và trong thực tế thì chúng ta có nhiều cái mạch điện phức tạp hơn. Ví dụ trong gia đình chúng ta có mạch điện
của cái quạt này, mạch điện của tivi, mạch điện của tủ lạnh, hay là mạch điện của lời cơm, hay là mạch điện của bình nóng lạnh. Tuy nhiên trong chương trình vật lý 7 chúng ta mới chỉ nghiên cứu cái mạch điện đơn giản nhất, đó là mạch điện thắp sáng cho bóng đèn. Đấy, vậy nếu chúng ta hiểu rồi thì chúng ta có thể vẽ được những cái mạch điện hoặc là mắc được cái mạch điện, những cái mạch điện khác. Đấy, và để vẽ, để mắc được mạch điện thì chúng ta phải căn cứ vào cái sơ đồ mạch điện này. Chúng ta phải căn cứ vào sơ đồ mạch điện để chúng ta mắc. Như vậy các em có hiểu cách mắc hay không nhỉ? Các có hiểu cái cách mắc mạch điện không? Để mắc được mạch điện thì chúng ta cần phải chuẩn bị các cái dụng cụ tương ứng với các bộ phận của mạch điện. Đúng không? Như vậy, chúng ta thấy là từ một cái mạch điện thật, chúng ta có thể mô tả lại cái mạch điện thật đó bằng sơ đồ mạch điện. Và ngược lại, từ một cái sơ đồ mạch điện, chúng ta cũng có thể dùng nó để mắc thành một cái mạch điện thật. Đấy. Và bây giờ nếu cô giáo đóng công tắc K, thì cái bóng đèn của chúng ta nó sẽ sáng này. Đấy, tất nhiên là được, vì ở đây là cô giáo dạy ở nhà và không có điều kiện để cô giáo mắc cái mạch điện cho chúng ta xem. Sau khi chúng ta mắc công tắc xong, mắc mạch điện xong này, để cho đèn sáng thì chúng ta phải đóng công tắc thì đèn mới sáng. Còn trong trường hợp nếu ta đóng công tắc mà đèn không sáng thì lúc đó ta cần kiểm tra một số nguyên nhân. Nhất là xem là pin của chúng ta là còn mới hay là đã cũ. Có thể pin nó hết pin, lâu ngày nó hết pin. Hai là kiểm tra bóng đèn xem là dây tóc có bị đứt không. Hoặc là kiểm tra công tắc K xem tiếp xúc có tốt không. Ngoài ra chúng ta cũng cần kiểm tra các cái chốt lối dây dẫn này, xem mà chúng ta vặn đã chặt chưa. Thì đấy là một số nguyên nhân mà sau khi chúng ta đóng công tắc mà đèn không sáng thì chúng ta cần phải kiểm tra lần lượt từng nguyên nhân một. Như vậy, từ đó ta rút ra được kết luận mạch điện thì có thể mô tả được bằng sơ đồ. Và ngược lại là từ một cái sơ đồ mạch điện thì chúng ta cũng có thể lắp thành một cái mạch điện tương ứng. Các em có thể ghi kết luận này. Đấy, như vậy từ một cái mạch điện thì chúng ta có thể mô tả lại cái mạch điện đó bằng sơ đồ. Và ngược lại từ sơ đồ mạch điện thì ta cũng có thể lắp được mạch điện tương ứng. Như vậy chúng ta thấy là những người thợ điện mà muốn mắc được cái mạch điện thì người ta phải căn cứ vào cái sơ đồ mạch điện. Từ sơ đồ mạch điện này người ta mới mắc được mạch điện thật. Và ngược lại chúng ta muốn mô tả một cái mạch điện thật thì chúng ta lại phải dùng cái sơ đồ mạch điện để chúng ta mô tả. Nhìn vào sơ đồ mạch điện này thì cái người người ta lắp, người ta thi công, người ta sẽ biết được là mạch điện này gồm có mấy bộ phận, là những bộ phận nào và nó được mắc như thế nào với nhau. Các em ghi được kết luận chưa? Như vậy sau khi chúng ta mắc mạch điện xong và chúng ta đóng công tắc thì bóng đèn sẽ sáng và lúc đó sẽ có dòng điện chạy qua bóng đèn. Vậy trong mạch điện thì dòng điện có chiều như thế nào? Thì chúng ta sang phần 2 la mã chiều dòng điện. Trong mạch điện thì người ta quy ước chiều dòng điện có chiều từ dương nguồn, có chiều đi từ dương nguồn qua dây dẫn, qua dụng cụ tiêu thụ điện. Đấy, chiều dòng điện bao giờ có chiều đi từ cực dương của nguồn này, qua dây dẫn, qua các dụng cụ điện và đến cực âm của nguồn. Đây, cực dương đây, các bạn nhìn trên hình vẽ cô giáo thể hiện chiều dòng điện bằng mũi tên màu đỏ này. Dòng điện đi từ cực dương của nguồn, qua dây dẫn này, qua dụng cụ tiêu thụ điện. Dụng cụ tiêu thụ điện ở đây đó chính là bóng đèn. Hoặc ở mạch điện khác chúng ta có thể là nồi cơm điện hay tivi, tủ lạnh. Đấy là dụng cụ tiêu thụ điện. Và trở về âm nguồn. Như vậy khi nào mà dòng điện đi từ dương nguồn
và trở về được âm nguồn thì lúc đó mạch gọi là mạch kín và dụng cụ điện của chúng ta mới có thể hoạt động được. Đấy, ví dụ bây giờ chúng ta sử dụng cái tivi, muốn nó hoạt động thì chúng ta phải bật công tắc, phải cắm nguồn vào cho nó. Khi đó có dòng điện chạy qua tivi thì cái tivi nó mới hoạt động. Còn nếu chúng ta ngắt công tắc thì lúc đó sẽ không có dòng điện chạy qua và thiết bị của chúng ta sẽ không hoạt động được. Như vậy trên hình, trên sơ đồ mạch điện thì cái chiều dòng điện các em thể hiện cho cô giáo bằng các mũi tên và bao giờ cũng xuất phát từ dương nguồn và trở về âm nguồn. Được chưa? Các em ghi được chưa nhỉ? Đấy, cái này các em cần nắm chắc cho cô giáo cái, nhớ kỹ cho cô giáo cái quy ước về chiều dòng điện trong mạch điện nhé. Thế vậy thì vừa rồi chúng ta lại nói rằng trong mạch điện thì dòng điện có chiều đi từ dương nguồn về âm nguồn. Vậy bây giờ các em quan sát hình 20.4, so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại. Đây các em nhìn này, các electron tự do trong dây dẫn cô giáo thể hiện nó bằng dấu trừ. Đây chính là các electron tự do. Vậy các em cho cô giáo biết là chiều dịch chuyển của các electron tự do này có chiều đi từ đâu đến đâu nào? Em nhìn cái chiều quay của nó, chúng ta thấy là nó có chiều đi từ đâu đến đâu? Nào, cô mời bạn là Quân nào. Chiều của các electron tự do trong kim loại đấy, nó thể hiện bằng dấu trừ này, có chiều đi từ đâu đến đâu? Con cho cô là có chiều đi từ cực đi từ cực gì đấy? Cực dương đến cực âm. Đúng không? Em nhìn chiều quay nó đi từ cực nào nhỉ? Nó đang quay từ cực nào sang cực nào đấy? Từ cực âm sang cực dương. À đúng rồi, các electron tự do của chúng ta có chiều di chuyển từ cực âm sang cực dương. Trong khi đó thì dòng điện của chúng ta lại có chiều đi từ cực dương sang cực âm, đúng không nhỉ? Đấy, em nhìn này, mũi tên màu đỏ là cô giáo thể hiện chiều dòng điện trong mạch điện là có chiều đi từ cực dương về cực âm. Còn chiều của các electron tự do thì lại có chiều đi từ cực âm về cực dương. Như vậy rõ ràng là chiều dòng điện trong mạch điện với chiều của các electron tự do là ngược chiều nhau, đúng không nhỉ? Ngược chiều nhau. Đây chính là câu hỏi số 4. Các bạn chúng ta so sánh chiều dòng điện trong mạch điện với chiều của các electron tự do thì chúng ta thấy là nó có chiều ngược nhau. Chiều dòng điện trong mạch điện thì có chiều đi từ dương sang âm, còn chiều của các electron tự do thì có chiều đi từ cực âm sang cực dương. Thế tại sao chiều của electron tự do lại đi từ âm sang dương? Thì cô giáo có thể giải thích cho các em. Các electron tự do của chúng ta thì mang dấu âm, mà cực âm của nguồn điện thì cũng chứa các điện tích âm. Mà các em đã học sự tương tác giữa các điện tích rồi, chúng ta thấy là các điện tích cùng loại thì đẩy nhau và các điện tích các loại thì hút nhau. Chính vì vậy mà cực âm của pin sẽ đẩy các electron, tức là đẩy các điện tích âm ra xa. Và cực dương bạn nào là tắt cực có cái đích tắt đích như vậy các em thấy dương sẽ hút các điện tích âm và cực âm của pin thì sẽ đẩy các điện tích âm, do đó chiều của các electron là chiều đi từ âm về dương. Cô giáo có câu hỏi số 5. Hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ hình 21.1A để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1BCD. Các bạn nhìn ở hình 21.1A, người ta đã dòng điện đã đi từ dương nguồn này
qua bóng đèn này, qua công tắc về âm nguồn. Bây giờ các bạn hãy sử dụng mũi tên để vẽ chiều dòng điện. Bạn nào bật mic hay nhờ tắt mic cho cô giáo cái nào? Bây giờ các em hãy dùng mũi tên để vẽ chiều dòng điện trong mạch điện ở hình B, hình C và hình D. Cô giáo mời bạn nào Phong đây nhỉ? Phong có thể cho cô giáo biết là ở sơ đồ mạch điện hình B này, dòng điện có chiều đi từ đâu đến đâu? Đi qua những bộ phận. Nào bạn. Bạn nào Thành có thể cho cô giáo biết ở cái sơ đồ mạch hình B. Chúng ta sẽ điền chiều dòng điện đi từ đâu đến đâu nào? Con thưa cô là ở hình B ta sẽ liền dòng điện đi từ cực dương cho đến quang rồi đến bóng đèn rồi nối tiếp đến cực âm ạ. Đúng rồi, xác á. Nhưng mà bao giờ cũng đi từ dương nguồn này về âm nguồn, ở đây nó qua công tắc qua bóng đèn về âm nguồn. Tương tự như C thì chúng ta cũng có điện đi quần này, qua công tắc, qua bóng đèn, về âm quần. Ở hình D, em có chiều tương tự như vậy. Tóm lại là điện bao giờ phát từ quần và trở về đích là âm quần. Nhưng các em, cô giáo. Em lưu ý đó là trong trường hợp này mạch điện của chúng ta công tắc ở trạng thái nóng thì mới có điện chạy qua. Còn trong trường hợp là mạch điện công tắc ca mà nó ở trạng thái mở, nếu không công tắc lại mở thì sẽ không có dòng điện chạy qua. Cho nên nếu mạch điện công tắc mở để vẽ chiều dòng mạch điện thì có nghĩa là chúng ta đang sai. Em tắt cho cô giáo cái mic đi cho nó đỡ vang. Như vậy các em thấy này, lưu ý cho cô giáo là khi công tắc ca đóng thì ta mới được phép vẽ dòng điện mạch điện. Còn nếu công tắc ca mà ở trạng thái mở thì tuyệt đối các em không được vẽ chiều dòng điện vào mạch điện. Bởi vì công tắc mở thì dòng điện làm sao mà chạy qua được, đúng không nhỉ? Đấy, ví dụ như trong gia đình ta, khi mà ta chưa bật công tắc cho bóng đèn thì vì chưa bật công tắc cho bóng đèn nên mạch điện hở, dòng điện sẽ không thể chạy qua bóng đèn được và do đó đèn sẽ không thể sáng. Hay là ví dụ như tivi, ta chưa bật nguồn, ta bật nguồn rồi nhưng ta chưa bật công tắc của điều khiển thì lúc đó cũng sẽ chưa có dòng điện chạy qua tivi và vì vậy tivi sẽ chưa thể hoạt động được. Các em nhớ cho cô giáo nhé, dòng điện chỉ chạy trong mạch điện khi công tắc ca ở trạng thái đóng. Cái này, câu này nó có sẵn ở trong vở bài tập rồi, các bạn chỉ việc điền chiều mũi tên và cái câu hỏi tương ứng trong vở bài tập thôi. Chúng ta mà ngồi vẽ lại bằng này cái mạch điện vào vở rất là mất thời gian. Như vậy, sau khi học xong bài này thì chúng ta cần ghi nhớ cho cô giáo một số cái kiến thức này. Thứ nhất là mạch điện thì được mô tả bằng sơ đồ. Đấy. Như vậy chúng ta có thể dùng sơ đồ để mô tả lại mạch điện. Và ngược lại là từ sơ đồ mạch điện thì ta cũng có thể dùng để lắp đặt mạch điện tương ứng. Thứ hai là các em nắm cho cô giáo được chiều dòng điện trong mạch điện là chiều đi từ cực dương qua dây dẫn, qua các thiết bị điện và trở về cực âm của nguồn điện. Thấy chưa nhỉ? Hãy nhớ cho cô giáo là chiều dòng điện trong mạch điện bao giờ cũng xuất phát từ dương nguồn và trở về âm nguồn. Thì cái ghi nhớ này có ở trong sách giáo khoa rồi. Em cũng không cần phải ghi nữa mà các em đánh dấu vào về nhà học thôi. Sau đây các em sẽ đi vào câu hỏi vận dụng. Câu hỏi số 6. Trong phần vận dụng, tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin thường dùng ống tròn, vỏ nhựa. Như vậy, ở câu này, ý A người ta yêu cầu chúng ta đi tìm hiểu cấu tạo của chiếc đèn pin.
Cái đèn pin này là cái loại mà chúng ta thường dùng ở dưới dạng ống tròn nhé. Tuy nhiên thì hiện nay thì các bạn thấy là cái đèn pin bây giờ người ta sản xuất ra nó rất là hiện đại. Nó không dùng pin mà chúng ta dùng bộ sạc, đúng nhỉ? Cái đèn pin hiện nay thì chúng ta sử dụng bộ sạc. Nên là khi mà có điện thì chúng ta cắm cái bộ sạc vào, người ta sạc điện cho cái đèn pin, và khi mất điện thì ta có thể sử dụng nó. À, chúng ta không cần phải dùng pin như cái đèn pin này. Đây là cái đèn pin ngày xưa chúng ta hay dùng đây. Chúng ta phải lắp pin vào thì chúng ta mới bật đèn lên thì nó mới sáng được. Thế bây giờ các em hãy tìm hiểu cấu tạo của cái đèn pin này cho cô giáo biết là đèn pin này có cấu tạo gồm có những bộ phận nào nhỉ? Cô giáo mời bạn phải thương lên nhỉ? Cô giáo mời bạn Trang nào. Trang cho cô giáo biết là đèn pin này có cấu tạo gồm có những bộ phận nào nào? Em nhìn trên cái đèn pin này em thấy gồm có những bộ phận nào? Chúng ta nhìn thấy cái gì đấy? Đèn pin này gồm những bộ phận nào nhỉ? Em được cô là đèn pin gồm pin công tác và bóng đèn ạ. À, gồm có pin ở đây, nguồn điện một chiều là pin đúng không? Mấy pin nhỉ? Hai pin ạ. À, nguồn điện một chiều là 2 pin đúng không? Đó là đến công tác này. Công tác chính là ở trên cỏ này. Rồi bóng đèn này. Có gì nữa không? Còn gì nữa không Trang? Nguồn điện này, công tắc, bóng đèn và còn gì nữa không? Theo cô là có ống tròn và vỏ nhựa. À, đấy gọi là vỏ nhựa. Vẫn còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Có nguồn điện, có công tắc, có bóng đèn rồi. Như vậy có đảm bảo để cái mạch hoạt động không? Em theo cô là còn dây dẫn nữa. À, đúng rồi, phải có dây dẫn thì mới dẫn điện được từ nguồn điện cho đến bóng đèn chứ, đúng không? Rồi. Vậy chúng ta có thể thấy là cấu tạo của đèn pin chúng ta nhìn thấy rõ nhất là nguồn điện một chiều, 2 pin mắc nối tiếp này. Thứ hai là công tắc này. Thứ ba là bóng đèn này. Đấy. Thứ tư, ngoài ra chúng ta còn có thêm các bộ phận. Đó là gương cầu lõm. Đây, các bạn thấy là cái phần này này. Phần này được tráng một cái lớp bạc bên trong này. Cái bề mặt tráng này nó có bề mặt lõm cho nên người ta gọi cái phần này là gương cầu lõm. Đấy, các bạn nhìn nhá. Ở bên trong và người ta gọi cái này là cái pha đèn ấy. Đấy, ngoài ra chúng ta còn có vỏ. Vỏ ở đây thì chỉ có tác dụng là bảo vệ cái bộ phận ở bên trong này để chúng ta có thể gắn các cái những cái bộ phận của mạch điện vào. Vậy đây chính là cấu tạo của cái đèn pin loại đơn giản nhất mà chúng ta hay dùng ngày xưa. Tuy nhiên thì ngày nay người ta sẽ không sử dụng cái loại đèn pin này. Người ta sử dụng cái loại đèn pin mà chúng ta thấy là ở cái phần đáy của cái đèn pin này có 2 cái chân cắm đúng không nhỉ? Để chúng ta sạc điện. Đấy. Và khi có điện chúng ta có thể cắm 2 cái chân sạc vào nguồn để chúng ta sạc điện cho đèn pin. Thế còn cái đèn pin này thì bắt buộc chúng ta phải có pin thì nó mới có thể sáng được. Đấy, và khi chúng ta lắp pin, các bạn lưu ý là khi lắp cái 2 cái pin này vào chúng ta phải lắp đúng cực. Mà nếu chúng ta mà lắp sai cực thì cái đèn này nó sẽ không thể sáng được. Ví dụ như đây, các bạn nhìn thấy cái đầu trên, đầu của bóng đèn này được nối với cực dương của nguồn này. Sau đến cực âm này, cái pin thứ hai thì các bạn phải mắc cái cực dương này về phía gần cực âm của cái pin thứ nhất. Và nếu mà cái pin thứ hai này mà các bạn lại lắp cái đầu âm quay lên thì cái bóng đèn của chúng ta cũng không thể sáng được. Đấy, các em lưu ý là cứ một dương một âm xen kẽ này, cực dương này đến cực âm này đến cực dương cực âm, vậy xen kẽ. Và khi chúng ta lắp, các bạn nhìn trên cái đèn pin ấy, cái đầu này nó ký hiệu là dấu cộng thì các bạn sẽ phải quay cái đầu cực dương của pin lên trên. Mà cực dương của pin nó ký hiệu nó là cái đầu lồi ấy. Cái đầu là lồi ra chính là đầu cực dương, còn cái đầu bằng này chính là cực âm. Các bạn có thể về quan sát lại cái cục pin của chúng ta nhé.
và trên cục pin người ta đã có ký hiệu rất rõ là ký hiệu dấu cộng và dấu trừ rồi. Đầu nào ký hiệu dấu cộng đó chính là cực dương. Đấy, và khi ta gạt cái công tắc cái vỏ đèn pin này thì tức là chúng ta đóng công tắc cho đèn pin và lúc đó bóng đèn của chúng ta sẽ sáng. Còn cái đèn của chúng ta chiếu xa hay chiếu gần thì nó còn tùy thuộc vào chúng ta điều chỉnh pha đèn. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu B. Ý B của câu 6. Vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng ký hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng. Như vậy, yêu cầu câu B cần thực hiện hai yêu cầu đúng không nhỉ? Yêu cầu thứ nhất là vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin. Và yêu cầu thứ hai là sau khi vẽ sơ đồ thì chúng ta dùng mũi tên ký hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch điện khi công tắc đóng. Em có tự vẽ được không nhỉ? Trước hết để vẽ được cái sơ đồ mạch điện của đèn pin này thì ta cần phải nắm được xem đèn pin thì gồm có mấy bộ phận là những bộ phận nào. Sau đó chúng ta sẽ tìm các ký hiệu tương ứng với các bộ phận thật của đèn pin. Rồi bước thứ ba là ta sẽ dùng dây dẫn ta nối các bộ phận đó lại thì ta sẽ được một cái hình vẽ gọi là sơ đồ mạch điện đó nhỉ. Vậy thì chúng ta có thể thấy bộ phận đầu tiên của đèn pin đó chính là nguồn điện này, gồm có hai pin. Thì chúng ta sẽ có cái ký hiệu đây, tương ứng này. Nguồn điện 2 pin, ta có ký hiệu tương ứng. Thứ hai ta nhìn thấy đó là công tắc. Vậy ta sẽ đặt cái vị trí, ta sẽ đặt cái ký hiệu công tắc vào vị trí của công tắc trên đèn pin, đúng không nhỉ? Đấy. Bộ phận thứ ba chúng ta thấy đó là bóng đèn tròn. Thì chúng ta sẽ có ký hiệu tương ứng, vòng tròn và có hai cái chéo, đúng không? Sau khi chúng ta có ba bộ phận này rồi, đấy, chúng ta đặt nó ở ba vị trí như thế này rồi, thì để có được cái sơ đồ mạch điện chúng ta chỉ cần dùng các đoạn dây chúng ta nối ba bộ phận này lại với nhau, đúng không? Thì chúng ta sẽ được một cái hình vẽ này và gọi là sơ đồ mạch điện. Hình vẽ này chính là sơ đồ mạch điện của đèn pin. Đây là chúng ta vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin theo đúng vị trí các bộ phận như ở trên đèn pin. Vậy nếu mà các em... Nếu cô giáo yêu cầu các em là gì vẽ sơ đồ mạch điện khác, chúng ta có vẽ được không nhỉ? Mà vẫn đảm bảo được đèn sáng thì chúng ta có vẽ được không? Đó, chúng ta chỉ việc gì? Ta có thể thay đổi vị trí của các bộ phận này cho nhau, đúng không nhỉ? Thì ta sẽ có cái sơ đồ mạch điện khác. Tuy nhiên thì ở đây người ta yêu cầu ta vẽ đúng theo cái sơ đồ mạch điện. Với cái mạch điện thật này thì các bạn sẽ phải đặt các vị trí nguồn điện ở dưới này, bóng đèn này, công tác ở trên này. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có một cái sơ đồ mạch điện này. Đây chính là sơ đồ mạch điện của đèn pin. Đấy, và từ cái sơ đồ này các bạn cũng có thể là về nhà chúng ta tự mắc được một cái mạch điện. Đấy, nếu ta có đủ các cái bộ phận như thế này. Đấy, có nguồn điện là 2 pin, thì bóng đèn, công tắc và 3 đoạn dây dẫn thì chúng ta sẽ mắc được một cái mạch điện thật để thắp sáng cho bóng đèn. Và khi nào ta muốn bóng đèn tắt thì ta chỉ cần ngắt công tắc này. Còn khi nào muốn đèn sáng ta chỉ cần đóng công tắc này lại. Giống như ở trong gia đình chúng ta, cái mạch điện trong chúng ta đấy. Đấy, tối đến chúng ta muốn sử dụng bóng đèn thì ta chỉ cần bật công tắc lên, đúng không? Thì cái mạch điện ta đã mắc sẵn rồi. Khi ta bật công tắc lên thì nó sẽ được cấp nguồn và đèn của chúng ta sẽ sáng. Em vẽ được vào vở chưa? Và tiếp theo sau khi vẽ rồi thì chúng ta thấy là cái mạch điện này là công tắc ca ở trạng thái đóng rồi thì lúc đó là đương nhiên là có dòng điện chạy qua bóng đèn. Nó chạy từ đâu? Từ dương nguồn qua bóng đèn. Rồi thì qua công tắc trở về cực âm của nguồn, đúng không nhỉ? Đấy. Sau khi chúng ta đóng công tắc thì sẽ có dòng điện chạy từ dương nguồn qua bóng đèn, qua công tắc và về âm nguồn. Và lúc này thì bóng đèn của chúng ta nó sẽ sáng. Sau đây cô giáo có bài tập củng cố. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện
cho mạch điện dùng để thắp sáng bóng đèn gồm: thứ nhất là nguồn điện một pin, thứ hai là một công tắc, thứ ba là một bóng đèn. Trong hai trường hợp đèn sáng và trường hợp đèn tắt. Rồi vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch điện khi đèn sáng. Như vậy các em thấy là cái yêu cầu của câu hỏi này chúng ta cần thực hiện mấy yêu cầu nào? Đó là những yêu cầu nào? Cô giáo mời bạn Khuê nào? Ta cần thực hiện mấy yêu cầu nhỉ? Cô là ta cần thực hiện hai yêu cầu ạ. Đó là những yêu cầu gì? Vâng, cô là yêu cầu đầu tiên là vẽ sơ đồ mạch điện. Sơ mạch điện dùng để thắp sáng bóng đèn gồm nguồn điện, một công tắc, một bóng đèn trong hai trường hợp đèn sáng và đèn tắt dùng để vẽ mũi tên khi chiều và trường hợp thứ hai là vẽ mũi tên khi chiều dòng điện trong mạch điện khi đèn sáng ạ. À, đúng rồi. Như vậy với cái câu hỏi này chúng ta cần thực hiện hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là vẽ sơ đồ mạch điện gồm có nguồn điện là một pin, một công tắc, một bóng đèn. Nhưng mà vẽ sơ đồ mạch điện này chúng ta phải tiến hành vẽ trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tương ứng với đèn sáng và trường hợp thứ hai là tương ứng với đèn tắt. Và yêu cầu thứ hai của câu hỏi này đó là sau khi vẽ xong sơ đồ mạch điện thì chúng ta hãy dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch điện ở trường hợp là bóng đèn sáng. Đúng không? Vậy chúng ta có vẽ được không nhỉ? Các bạn vẽ nhanh và dơ lên cho cô giáo xem nào. Vẽ trường hợp đèn tắt và trường hợp đèn sáng nào. Em có thể vẽ ra giấy nháp sau đó soi lên cho cô giáo nhìn nè. Bạn nào vẽ xong chưa? Các bạn nào vẽ xong chưa? Các em thấy là mạch điện này nó gồm có 4 bộ phận đúng không? Thứ nhất là nguồn điện. Nguồn điện ở đây chỉ có một pin thôi. Thứ hai là một công tắc. Thứ ba là một bóng đèn. Và tất nhiên là dù mạch không nói thì chúng ta cũng phải có dây dẫn. Nào bạn nào vẽ xong rồi có thể rơi cho các xem. Ánh thì đưa cho cô xem nào. Con cô là con chưa vẽ xong ạ. Chưa vẽ xong. Bạn nào vẽ xong rồi? Thành đưa cô giáo xem nào. Thành vẽ xong mạch điện nào chưa này? Con cô là con vẽ xong mạch điện đóng rồi ạ. Còn đang dở mạch điện rồi, em có thể cho cô giáo xem cái mạch điện công tắc đóng xem. Sao sát vào màn hình nha. Rồi
Cô giáo thấy là bạn Thành vẽ là đúng rồi. Như vậy để vẽ được cái sơ đồ mạch điện này, các em nhìn cô giáo hướng dẫn. Bước 1 là chúng ta thấy là mạch điện gồm có thứ nhất là một nguồn điện, một pin. Vậy chúng ta sẽ thay thế bằng cái ký hiệu tương ứng này. Một cực dài, cọc dài và một cọc ngắn này. Bộ phận thứ hai là một công tắc. Đấy. Vì đây trường hợp thứ nhất là cô giáo vẽ đèn ở trạng thái tắt, cho nên công tắc cô giáo sẽ để trạng thái mở, đấy chứ nhỉ? Thứ ba là bộ phận thứ ba là một bóng đèn. Bóng đèn ở đây thì chúng ta ký hiệu là vòng tròn có dấu nhân này. Đấy. Sau khi chúng ta có ba bộ phận này rồi, chúng ta sẽ dùng dây dẫn, các đoạn dây dẫn chúng ta nối ba bộ phận này lại. Thì chúng ta sẽ được một cái hình vẽ, đây chính là sơ đồ mạch điện của bóng đèn trong trường hợp đèn tắt, đúng không nhỉ? Đấy, công tắc K ở trạng thái mở nhé. Các em lưu ý ở đây người ta không nói công tắc ở trạng thái mở hay đóng, nhưng người ta bảo đèn tắt thì các em phải lưu ý đèn tắt tức là K phải ở trạng thái mở, được chưa? Thì tương tự như vậy, đèn sáng thì cô giáo chỉ việc thay vị trí của công tắc K mở ở trạng thái mở này bằng công tắc K ở trạng thái đóng. Đấy, trong trường hợp đèn sáng thì cô giáo chỉ cần thay thế công tắc ở trạng thái mở bây giờ thay bằng công tắc ở trạng thái đóng. Chúng ta sẽ có một cái mạch điện. Mạch này là mạch điện để thắp sáng bóng đèn. Và khi đèn sáng thì rõ ràng là có dòng điện chạy qua bóng đèn này, đi từ dương nguồn qua bóng đèn về âm nguồn. Thấy chưa nhỉ? Bao nhiêu bạn vẽ được mạch điện này? Rất là đơn giản đúng không? Nên nếu như bài mà bây giờ người ta bảo là hai bóng đèn mạch điện, bây giờ người ta bảo là gồm nguồn điện một pin, một công tắc, hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì chúng ta chỉ cần vẽ thêm một cái bóng đèn nữa vào đây thôi, đúng không nhỉ? Là xong. Đấy, nếu mà mạch điện gồm một nguồn điện một pin, một công tắc và hai bóng đèn mắc nối tiếp, vậy ta chỉ cần thêm một bóng đèn nữa vào đây là ta sẽ có một cái mạch điện, sơ đồ mạch điện. Để tương tự như vậy thì khi người ta ra thì người ta ở phần lớp 7 này chủ yếu là chúng ta vẽ cái sơ đồ mạch điện đơn giản, thì cũng chủ yếu là cái sơ đồ mạch điện để thắp sáng bóng đèn. Đấy, thì người ta chỉ có trong trường hợp đèn tắt hay đèn sáng, hoặc người ta thay thế một pin, có thể bằng 2 pin, bằng 3 pin hay bằng 4 pin, thì các em chỉ việc thay thế cái ký hiệu của nguồn điện là xong, đúng không nhỉ? Đấy, thì trong chương trình vật lý 7 thì bài tập mà ở phần này chúng ta chủ yếu là vẽ sơ đồ mạch điện. Bạn nào chưa vẽ xong thì về các em có thể vẽ tiếp nhé. Rất là đơn giản thôi. Như vậy, ở phần trên cô giáo đã hướng dẫn các em cách vẽ sơ đồ mạch điện. Như vậy qua bài này chúng ta có thể thấy rằng là gì? Muốn mô tả một cái mạch điện thì ta có thể dùng sơ đồ mạch điện để ta mô tả lại cái mạch điện thật. Và ngược lại, từ một cái sơ đồ mạch điện thì chúng ta có thể sử dụng nó để mắc hay để lắp đặt thành một cái mạch điện thật. Đấy, trong thực tế thì các em thấy là những người thợ điện ấy, để người ta mắc được những cái mạch điện phức tạp thì người ta cũng cần bước 1 là người ta phải vẽ cái sơ đồ mạch điện ra, xem là người ta yêu cầu mạch điện này gồm có những cái gì và nó mắc như thế nào. Đấy, sau đó người ta căn cứ vào cái sơ đồ mạch điện đó để người ta lắp mạch điện thật. Và ngược lại, bây giờ chúng ta muốn mô tả cho người thợ điện cái mạch điện mà chúng ta cần mắc như thế nào thì các em lại phải vẽ ra giấy cái sơ đồ mạch điện đó, mô tả cho thợ để người ta nhìn, căn cứ vào cái sơ đồ đó người ta có thể mắc mạch điện cho chúng ta. Như vậy thì sau khi học bài này, cô giáo yêu cầu về nhà các em thứ nhất là học thuộc cho cô giáo các ký hiệu của các bộ phận tương ứng trong mạch điện, học thuộc cái bảng ký hiệu ấy cho cô giáo nhá. Thứ hai là học thuộc cái quy ước chiều dòng điện trong mạch điện, đó là chiều đi từ cực dương qua dây dẫn, qua các dụng cụ tiêu thụ điện và trở về âm nguồn đấy. Và thứ ba là các em làm cho cô giáo bài tập từ bài 21.1 đến bài 21.7 trong sách bài tập trang 48 và 49. Các em đánh dấu vào. Và nhiệm vụ nữa đó là các em xem trước cho cô giáo bài 22, bài 23 nói về các tác dụng của dòng điện để bài học sau chúng ta sẽ học nó sẽ hiệu quả hơn. Em rõ yêu cầu chưa nhỉ?
Rồi ạ. Rồi ạ. Bài học hôm nay rồi ạ. Em có hiểu bài không nhỉ? Có ai hỏi có. Gì không? Hỏi gì không nhỉ?